chạy hoài à. Mà nó dạng là chạy máy xe. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện nay là gần 6 giờ tối và Bùi Hồ với các anh em cũng vừa dùng một cái bữa cơm chiều xong và ngồi đây để mà đợi anh Sầm Hưng bắt một cái chuyến xe muộn từ thành phố Cà Mau về lại huyện Phụng Hiệp của tỉnh Hậu Giang để ngày mai này anh sẽ đón cha mình trở lại quê hương Cà Mau sau hơn 31 năm xa cách. Một cái quyết định khá là bất ngờ của ông Tư và điều đó làm cho anh Sầm Hưng gác lại mọi cái công việc dang dở. Như là anh mới vừa nghe cuộc gọi điện thoại của chị Hương thì anh đã ngưng cái mẻ hồ và bắt cái chuyến xe lên đây vào cái chuyến xe muộn này. Và cái câu chuyện mà anh Sầm Hưng sẽ lái chiếc ghe cha của mình về quê và Bùi Hồ sẽ chia sẻ cho cô bác quý anh chị biết tình cảm của anh Sầm Hưng đối với ông Tư là như thế nào ha. Và cũng một cái thời gian khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ thì hiện tại anh Sầm Hưng đang có mặt tại cái chiếc ghe của ông Tư. Cô bác quý anh chị, đây là một cái chiếc ghe mà trước đây được Mạnh Thường Quân đã cùng chung tay nhau để mà có thể cho ông Tư một cái nơi trú mưa trú nắng nó an toàn hơn. Và chỉ cần ngày mai đây thì anh Hưng sẽ thay mặt ông Tư, cha của mình sẽ chạy chiếc ghe này từ Phụng Hiệp Hậu Giang về lại thành phố Cà Mau. Khi nhận được tin á thì từ chị Hương điện xuống á thì cái cảm giác của anh như thế nào? mừng lắm, cũng không có tinh thần gì mà ngang gì nghe cha vậy là tranh thủ siết đừng đi lên. Dạ. Đi ở dưới đó là đây mấy tiếng anh? Khoảng 3 tiếng. 3 tiếng hả? Dạ. Có ngủ nghe gì được không? Trưa này đang làm ở dưới rồi không có ngủ được. Rồi thời gian tới thì anh với lại chị Cẩm Hương á sẽ dự định là lo liệu như thế nào cho ông Tư khi ông Tư về Cà Mau? Như cha về dưới thì cũng ra lo chỗ ăn ở thì chế bả dưới bả lo rồi. Còn chiếc ghe thì cũng đậu cặp mé sông đó đó. Rồi cha muốn dưới ghe thì ngày đó cha cũng bơi đi vòng vòng đó thì cũng được. Nhưng chiều thì phải rước cha lên nhà cho cha ăn uống đồ, tắm rửa rồi cho cha rồi. Có nhiều ý kiến nói rằng là mấy mươi năm rồi thì xa cách lắm. Và hiện nay gặp lại anh á thì ông Tư cũng khổ nè, chị Hương cũng khổ nè, sống nhà thuê phải nuôi hai con nè. Và bản thân của anh á thì cũng rất là vất vả, phải làm hồ mỗi một ngày chỉ có hơn 200 ngàn thôi. Vậy thì đối với anh, ông Tư về á, vui đó, nhưng mà đối với anh có lo không? Cũng có lo, tại vì nhà thì cũng còn mẹ già, cũng gắng mà làm, cũng lo cho cha mẹ cho nó ổn thỏa vậy thôi. Chứ giờ cũng chưa có nghĩ tới chuyện gì hết. Anh thì không biết là anh Sầm Hưng này có gia đình chưa? Chưa có người yêu luôn, không có lấy vợ được luôn, chưa lấy được. 30 á? Dạ, anh nhiêu tuổi rồi? 34. Chưa có người yêu, chưa có vợ gì luôn? Chưa một lần yêu ai. Khi mà hay tin rằng là ông Tư về thì bà Tư chắc cũng sẽ hay tin này đúng không? Hay. Và cái phản ứng của bà Tư như thế nào hả? Mẹ thì bà cũng không có nói gì, bà thì cũng kêu ấy thì lên chở anh đi, ăn cái gì thì chạy ghe về chứ. Thấy ổng đi vậy rồi đứng không vững nữa rồi sao mà chạy ghe về được. Kêu anh chạy ghe về luôn. Nhưng mà thời gian này anh sẽ dành thời gian chạy ra chạy vô chỗ chị Cẩm Hương với lại chỗ mẹ của anh. Vậy thì cái việc đó thì anh đi làm hồ mỗi ngày á, ngày nào thì sinh sống ngày đó thì đối với anh nó có thiếu hụt nhiều không? Cũng thiếu, tại vì mình làm thì nó đồng tiền nó có bao nhiêu đó à. Về chi phí nhà cửa rồi mẹ này kia rồi đó, giờ thì quầy ra lo cho cha nữa. Thì giờ mình tiết kiệm nhiêu được thì mình tiết kiệm thôi chứ. Dự định là tối đêm nay anh sẽ ngủ ở dưới ghe này hay là ngủ ở chỗ nào? Cũng ngọt trên, chắc trên nhà ông cậu Tám.
ngủ trên nhà ông cậu Tám với cha. Đêm nay hai cha con ngủ. Ngày mai thì anh sẽ đi ghe về một mình. Dạ. Thì đối với anh thì có chạy ghe bằng đường sông lần nào chưa? Có, cũng có chạy, tại vì hồi nhỏ lúc 15 tuổi là đi làm là chạy tôm mướn cho người ta, cũng chạy xuồng máy. Chạy mướn luôn à? Dạ. Thật ra thì đây là một cái chiếc ghe mà rất là mới so với cái phương tiện của anh chạy, một cái chiếc vỏ lãi ở dưới quê. Yeah. Và nó lại có một cái máy trên đó nè, cái mui ở trên nó sẽ phập phiều á, gió nó sẽ đùa anh, gió nó sẽ tạt, nó phải siêu. Vậy thì anh có cần chạy thử một tí xíu cho mọi người, cô bác anh chị cùng xem trên cái đoạn đường Hậu Giang này không? Em với anh luôn sẽ cùng đi với anh. Cũng chạy thử được mà, chạy thử thì cũng được. Có gì em sẽ là người trải nghiệm ước mình tụi em không sao. Yeah. À trai, cha được không anh? Chạy này là chạy đi cưới vợ đó. Chắc có lẽ là chuyên nghiệp đó. Hai người ngồi trước nhõng láp rồi. Chạy đây. Ngồi trước nhõng láp rồi. Ở đây hai đứa em ra sao? Bẻ lái cái mũi
này bơi bơi mà Cà Mau chút xỉu luôn ha. Ở dưới có thằng em nó có chiếc xuồng rồi nó chạy đò dọc đó, cũng đi chạy hoài à, mà nó dạng là chạy máy xe. Máy này là máy gì? Này máy xăng. Máy xe là sao? Máy xe là nó chạy dầu, nó mới ba máy rồi. Mạnh hơn à? Mạnh hơn. Rồi đã về bến đổ rồi. Đây mọi người sẽ cô bác các chị sẽ thấy được rằng anh Hưng sẽ lái chiếc xuồng về Cà Mau là cái cảm giác là như thế nào luôn á. Rồi đây hát bài Tình Cha luôn đi hả, dám hát không anh? Đâu dính đâu đó, nó dính cái bọc nè. Sao biết hay vậy? Em thấy rồi nè. Sông này gác quá mọi người. Mọi người thường bỏ gác ở dưới thì nó ô nhiễm dòng sông. Mà gác này khó phân hủy. Chết tốt nhất á thì nên chôn vùi á, đốt á. Dính gác này không có được nữa. Ôi, lại dùng nữa rồi. Trời ơi trời. Này, có gì ngày mới kiếm cái thùng nào á, ngồi. Thùng ít bô ngồi chạy nó khỏe hơn là đứng. Chứ đứng không nổi đâu đúng không? Ừ, đứng thì cái đường xa đứng không nổi. Rồi đi vậy rồi cơm nước sao? Chắc ở dưới ghe cha có cái gì thì ở dưới này có gì ăn thì mình mua mì xuống mình nấu. Đem mì thì gói theo. Đem mì gói theo xuống nấu, đói bụng thì nấu mì ăn. Còn có vấn đề nữa là nhà vệ sinh xây xong chưa? Chưa. Chưa xong luôn hả? Tại vì hổm gài mấy bữa trong mình nó hơi sao mà nó yếu yếu, làm như nó bị tụt canxi vậy á, làm không nổi. Ừ, làm không nổi, ngày làm được một chút buổi chiều rồi. Ngày nay hỏi thật nè, hỏi không mất cỡ là ngày nay đi lên đây đem được còn được bao nhiêu tiền? Nhà nay em cũng đi có 1 triệu mấy à. Ừ, xe hết nhiêu? Xe lên đây hết 120. Hai đem theo 1 triệu mấy cũng đỡ hơn mấy lần trước đợi hỏi mượn tiền hả? Dạ. Anh một đồng biết không, mấy lần trước là anh phải hỏi mượn tiền đợi ứng tiền của thầu xây dựng á, để mà đi lên thăm cha, để lên nhìn nhận cha mình á, hỏi cái là anh khóc à. Khổ lắm, anh cũng khổ lắm. Mà dưới Cà Mau á, đa số những chàng thanh niên như anh Hưng nè, không có nhà mà không có nhiều điều kiện á thì khó lấy vợ đúng không anh? Dạ. Anh cái điều kiện khách cưới của bên đàn gái là như thế nào? Cũng đàn gái thì cũng có nhiều người nó khác nhau. Như mình thì như nhà có tiền á thì người ta cho vàng hay nhiều. Nhà người có tiền ít thì ta cho vàng ít tí. Vậy đó. Cái điều kiện thì như thế nào anh Hưng? Điều kiện như là nhà, nếu người ta muốn gả con thì nhà phải có đất, có đai rồi nhiều á thì người ta chấp nhận người ta gả. Còn như mình không có đất đai gì hết trơn thì nó cũng như là ta nghĩ là không xứng. Môn đăng hộ đối gì. Ừ. Mà em nghe chị Cẩm Hường nói là có những nhà thôi chứ không phải nhà nào cũng vậy, là đều cho cây vàng còn không chịu á. Phải 2 cây. Mà chưa kể tiền đồng này kia nữa. Chưa kể tiền nạp tài rồi heo cuối rồi nữa. Tiền nạp tài là sao? Như là mình nạp cho bên đàn gái khoảng mấy triệu vậy đó, cho như là đàn gái tổ chức đám á. Vậy là đó. Mình nạp để cho đàn gái tổ chức làm cái đám đó ha. À. Ừ. Là phụ cho đàn gái. Như phụ cho đàn gái đó. Mà thường là số tiền nó nhiều không? Nó cũng ít nè, như mình ăn thua mình có bao nhiêu mình nạp nhiêu, mà người ta như đòi hỏi nhiêu vậy đó. Còn cái đòi hỏi mà cao nhất đó là đòi hỏi lúc ban đầu là chưa vô vòng ha, khi đã vô vòng rồi thì thí dụ có bao nhiêu nạp bao nhiêu. Dạ. Như người ta 7-8 hoặc là chục gì đó thì người ta kêu mình nạp gì đó. Bây giờ đến giờ không có vợ là vậy á. Một phần nhưng mà anh giỏi lắm nha, chắc là có hiếu luôn.
Rồi thời gian tới là cũng tiếp tục làm hồ hay là chuyển sang cái công việc khác? Cũng làm hồ. Mà em thấy anh càng ngày càng gầy anh hơn. À, còn có 45kg à. Trời ơi, 45kg. À, giác bao xi măng nổi không? Nổi. Khổ không? Giờ cũng không nổi cũng phải gán làm chứ. Nhưng mà giống ông Tư hát cũng hay hay. Kêu anh nói ngồi ở đây hát bài Tình Cha nghe chơi. Ồ, anh Hưng hát hay lắm hả? Ôi, em chưa nghe à. Em thích nghe những cái giọng hát mà có truyền cảm rất là hay và ngọt ngào. À, hát mà không nhớ bài, không nhớ. Hát vài câu thôi. À, có chừng hôm nay là cũng là đủ cái duyên để mà em nghe được anh Hưng hát một bài để cho em cùng quý vị khán giả nghe anh Hưng. Tình chạm mắt như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Nhớ hoài tôi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong ước con được lớn khôn. Hết hơi. Hết hơi. Mà anh hát bài Tình Cha đó thì lúc mà anh chưa nhận lại người cha đó thì có bao giờ mà nó ăn vào lòng người làm cho anh phải rưng rơi lệ không? Cũng có, như lâu lâu là bắt lên karaoke rồi đó cũng có. Mới đầu là trước mắt là ca bản đó trước. À. Sao chọn bản đó? Tại vì cái bản mình nhớ ao ước được gì á. À, ao ước được có cha hả? Dạ. Được cha cổng đi này kia gì. Mà bây giờ ao ước đó thành sự thật rồi. Giờ có cổng lại cha chứ. Cổng cha mấy lần luôn mà. Hôm trước á, có một lần về á, là đưa ông Tư ra về á, là anh lúc ông Tư về Cà Mau á, là anh Sầm Hưng á cổng ông Tư ra xe, đi theo xe ông Tư về ngủ mũi chung với ông Tư hai đêm luôn. Ờ, về bị tụt canxi luôn. Tại nói cha về sợ cha về một mình không an tâm không anh Hưng. Dạ. Tại vì cha ở dưới chơi mình cũng con làm con mà. Cha đi về cũng phải bò cẳng cha yếu nữa, không phải đưa cha về tới nơi tới chốn. Ừ. Nếu mà chừng nào cha muốn xuống dưới nữa thì bắt buộc mình phải đi lên rước cha về. Con vui quá. Chắc có lẽ là một người, cô bác với anh chị cũng cảm động với cái tâm lòng chí hiếu của anh. Ngày hôm nay thì cái cảm giác chỉ cần ngày mai nữa thôi thì mọi sự nó đã khác rồi. Là anh đã bắt đầu đã có cha, người ta sẽ không còn gọi anh cái tiếng là một thằng không cha. Anh sẽ bắt đầu có một người mà để anh được chăm sóc về già cùng với mẹ anh, chăm sóc hai bậc thân sinh của mình nữa, cha mẹ của mình. Rồi bắt đầu anh lại được cảm nhận được rằng nếu như mà mình không biết, tự nhiên không biết nói sao, từ nay về sau mình sẽ bận rộn hơn tí xíu, nhưng mà đối với anh nó có vui. Vui, cũng có người cha mình còn tâm sự được. Yeah. Như cha với nhau, cha con với nhau thì nó dễ hơn, tâm sự với mẹ thì nó cũng hơi khó tí. Mình cũng có chút đỉnh, mẹ chế đồ thì nó cũng hơi ngại. Còn như cha thì cũng có cha thì dễ tâm sự trong lòng hơn. Có nghĩa là đối với anh nghĩ rằng là mẹ với chế thì là nữ, nên là nữ có những chuyện mình muốn nói ra nó cũng không được, đúng không? Đúng rồi. Thường thì người ta nói rằng là khi mà người cha là người giống như pháp luật dạy dỗ cho mình, thì em biết được rằng anh sống trong cái vòng tay của mẹ thì cũng đã 30 mấy năm rồi. Thì và hiện nay ông Tư nhìn thấy được anh với bản tính hiền lành hiếu thảo như thế này nè, thì ông Tư rất là vui. Mà để nuôi dưỡng cái đó là phải do bà Tư dạy dỗ anh, hay là anh tự anh rèn luyện cái bản thân của anh để anh có được như thế này?
Có thì cũng suy nghĩ, tại vì mình lớn, mình đi chơi gặp bạn bè rồi đó, đối xử với mấy người già cả rồi đó, mình thấy sao mà nó kỳ kỳ quá à. Tự mình thay đổi lên tính tình của mình. Chứ cũng hồi nhỏ lớn cũng vậy, nhưng mà có mấy người lớn rồi, ai nói gầy la mình thì mình cũng lắng tai mình nghe vậy đó, là mình sửa, chứ không có nói lại. Ghét rồi, cái tánh ghét rồi, nó quen. Đến sớm thì anh đã chạy thử là một vòng như thế, và anh có thể đoán được cái thời gian mà di chuyển từ đây về tới dưới là bao nhiêu tiếng đồng hồ chưa? Đây về tới dưới chắc cũng cỡ 6 tiếng, 6-7 tiếng. Thời gian mà chạy trên chiếc xuồng này mà 6-7 tiếng, thật ra thí dụ mình đi xe 6 tiếng nó cũng nhanh hơn là đi xuồng mà 3 tiếng đồng hồ. 3 đúng tiếng rồi. Đồng hồ ngồi dưới xuồng thấy nó rất thâm thẳm, nó rất là lâu đó. Khó chịu đúng không? Đúng rồi. Tại vì xuồng thì sông nước nó bập bên đó, rồi máy móc rồi chạy dính gác dính nảy kia nữa. Chứ mình đâu có chạy luôn hơi một đâu. Đi xuồng người ta thường nói là như là lục bình trôi vậy đó. Nó xây sóng nữa anh. Xây sóng á. Nhờ hên là hồi nhỏ cũng có đi làm với sông nước thì cũng có đỡ, là không bị say sóng. Có từng thì nó quen. Nó quen. Thật ra lần đầu mà gặp anh Hưng thì thấy một người có cái bản chất rất là hiền lành. Nhìn cái khuôn mặt anh thấy hiền quá. Nếu anh là một người lần đầu tiên anh tiếp xúc với anh Hưng thì anh thấy anh Hưng dễ mến không? Thật rất là mến luôn á, bởi vì những cái lời nói của anh Hưng nó nhẹ nhàng, và cái khuôn mặt thì mình thấy cũng rất là hiền hậu. Có phải là cũng như là anh hiền quá cho đến ngày hôm nay là không có vợ, có phải như vậy không anh? Hay cũng là... vậy, với cái tánh thì cũng ít nói lắm, chơi ít nói. Nghe em Hồ chia sẻ nói là đến ngày hôm nay mà anh chưa có ghệ, chưa có gì luôn á. Chưa. Chưa một lần yêu ai mà. Chưa một lần yêu ai luôn. Chưa được chở gái đi chơi mà. Chưa được hả? Có quen ai đâu mà chở. Nhưng mà từ lúc mà anh được lên mạng á, thì cô chú anh chị cũng quan tâm rất là nhiều. Có bóng hồng nào đã có ý anh chưa? Chưa. Chưa. Sao vậy? Cũng không biết nữa. Giờ cũng không có ai điện, cũng không ai cho số mà điện. Sao kỳ vậy ta? Không lẽ mấy chục ngàn cô bác của anh chị xem mà không cho anh Hưng một cơ hội nào hả? Nhưng mà mỗi lần tâm sự với tụi em sao anh muốn khóc vậy? Hay là nước mắt nó vậy? Tại nhỏ lớn luôn nó dĩ. Nhằm khi buồn buồn cái là tự nó chảy lên đó. Quân tự nó chảy lên. Như tưởng nằm võng vậy đó, ngồi cũng như là đang ngồi uống cà phê vậy đó. Nhìn cái thấy nhớ nhớ cái gì cái là tự nó chảy lên nó vậy đó. Nếu có một cái cơ hội cũng như một người nào đó gọi đến anh thì lúc đó là anh sẽ suy nghĩ và sắp xếp như thế nào? Thì... có thể là cưới luôn không? Nhưng cũng có thời gian cũng cưới, thì nếu mà người đó chấp nhận thì mình cũng cưới. Chấp nhận người đó. Anh Hưng đã nói là không chê anh nghèo, lên ghe anh đèo. Anh Hưng. Đúng rồi, thì cha về cho cha lên bờ thì mình xuống ghe mình xin sống lại. hai vợ chồng cùng nhau đánh bắt cá cũng sống bình dị cũng vui mà đúng không? Đúng rồi. Đâu phải cuộc sống nhất thiết là nó phải nhiều tiền nhiều bạc là nó vui đâu. Có những đôi khi cái hạnh phúc nó đơn giản lắm. Hạnh phúc nó chỉ là sáng nước dậy mình còn khỏe mạnh và mình được dùng hai bữa cơm là nó cũng là được một điều gì đó hạnh phúc rồi. Nó chỉ đơn giản là vậy thôi. Chứ không phải là hả? Như cầu đừng có bệnh hoạn, mạnh khỏe thì mằng hoài trước sau mình cũng đủ ăn đủ xài với người ta. Sợ cái bệnh hoạn thôi. Đâu phải là cứ mở mắt mình ngủ ở trong cái giường khoảng 5-6 tỷ mà sáng đến dậy mình ăn tôm hùm là nó hạnh phúc đâu. Nó đâu phải như vậy. Tiền thì nó chỉ phục vụ cho cuộc sống thôi, nhưng mà hạnh phúc thật sự thì mình tự cảm nhận lên mình chứ.
đúng không? Như ngày hôm nay thì gặp cha mà hay tin về thì đối với anh đó là một cái hạnh phúc vô bờ bến à. Bất ngờ luôn, đang làm vậy đó, đang trồng hồ tô cái vách tường vậy đó, là nghe điện chế và điện về và nó lên Hưng ơi lên chạy ra cha về, cha chịu về dưới rồi là bỏ luôn, là leo đứng tô không được luôn á. Không được luôn, không được, tay chân nó làm như nó nôn, trong người mình nó nôn rồi không có màng ăn gì được hết nhá. Rồi đầu buông ra rồi tắm rửa rồi đi xe ra ngoài này rồi cái lên xe đi luôn á. Bỏ công ăn việc làm ở dưới luôn. Tô không được, chân tay chân chân vui được. Quá mừng mà không biết cảm giác sao. Từ cái ngày mà gặp ông Tư đến nay thì cũng khoảng gần 2 tháng thì mọi chuyện đối với anh nó xảy ra, có đối với anh nó bất ngờ quá không, và nó làm cho anh cảm thấy nó cái điều gì đó nó rất là nhanh đó. Bất ngờ thì cũng bất ngờ, tại vì hồi nhỏ lớn có ba mấy tuổi rồi chưa có nghe tin tức gì cha hết chứ, mà tự cái đụng cái là nghe cha mình có cha ở trên này. Trước đây thì anh có bao giờ anh nghĩ là ngủ mình nằm mơ mình thấy ba mình? Cũng nằm suy nghĩ rồi cũng không biết cha ra làm sao, mặt mũi làm sao, rồi cha giờ sống kiểu làm sao, mình cũng có suy nghĩ đó, nhưng mà suy nghĩ thì tư tưởng mình suy nghĩ ra thôi, cũng chưa biết hoàn cảnh cha làm sao nữa. Khi phát hiện người cha của mình đó là một ông cụ ve chai dưới sông đó, thì lúc đó cái cảm xúc anh sao? Cũng không có gì, tại vì lúc nào cha thì cũng là cha của mình thôi. Giờ cha có làm sao thì mình cũng vẫn nuôi cha, mình không có bỏ được. Ý em hỏi là anh coi cái thước phim thấy ông cụ hàng ngày lủi thủi dưới sông thì cái cảm xúc anh lúc đó anh coi thước phim đây là cha của mình thì cái cảm giác anh lúc đó như thế nào? Đó cũng không biết. Ngậm ngùi đúng không? Khó nhiều. Những cái này nó hơi khó nói lắm. Thật ra là anh Hưng thì khó nói lắm. Có nhiều anh khó đúng không? Đúng rồi. Thì thấy hình ảnh mà một người cha mà lủi thủi nhặt ve chai trên sông thì thật ra ai mà không xúc động, có thể là rơi nước mắt luôn nữa. Cho nên hỏi như thế thì anh Hưng không có trả lời được. Ngày hôm nay thì cũng nói một lần nữa là cũng chuẩn bị để về sum họp, gọi là sum họp từ đây cho đến cuộc đời của ông Tư luôn. Thì đó là một cái cơ duyên rất lớn của anh và tất cả mọi người Mạnh Thường Quân, cũng như tất cả cùng chung tay với nhau, cũng như là bạn của em đã từng hướng dẫn chia sẻ về cái cuộc sống của ông Tư. Thì anh có muốn nói lời nào đối với tất cả cô bác anh chị Mạnh Thường Quân, những người mà đã đồng hành với là hoàn cảnh của ông Tư nó riêng và gia đình của anh nói chung không, để ngày mai mình sẽ về Cà Mau cho nó ấm cúng hơn? Giờ cũng không biết nói gì, cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho cha con gặp lại, cho cha không chịu về dưới, mẹ mừng dữ lắm. Và ngày hôm nay thì anh em mình lại tình cờ là gặp mặt tại Hậu Giang, và em cũng thay mặt cô bác của anh chị Mạnh Thường Quân, những người đã từng xem kênh và đã từng xem về cái cuộc sống của ông Tư, gửi lời chúc mừng đến anh cùng chị Cẩm Hương đã có một cái năm mới khởi đầu nó lại suôn sẻ và may mắn như vậy. Và em mong rằng là thời gian tới là khoảng thời gian riêng tư của anh và ông Tư cũng như là chị Cẩm Hương, thì đó là những cái khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn anh rất là nhiều, chào cô bác anh chị luôn.